Mời hai anh chị. Chào em. Sao ạ? Em gái thì chắc chắn là đúng rồi ha. Chỉ có hai sự lựa chọn quá dễ rồi. Thế còn anh thấy mình chọn đúng không? Em thấy đúng. Hay, ổng hay. Năm người, ảnh chỉ vô nghe em là chị thấy hay. Trong khi em rất đặc biệt là em có mình em đeo mắt kiến nè. Mà năm người chị thấy cũng sàng sàng nhau mà anh chọn đúng em. Đó là cũng một cái giác quan rất là hay. Mà sao anh chọn tấm hình đó, sao anh chọn cô đó? Thế em cũng gợi ý cho em một chút là thứ nhất là tóc dài. Thì ai cũng tóc dài mà. Vâng, thứ hai nữa là em nhìn thấy ngồi ở cái tư cách này thì em cũng cứ gọi là cảm nhận. Cảm nhận theo cũng cái ý thích của mình ha. May lại đúng thôi chứ. Anh. Dạ. Rồi, thôi được rồi, bỏ hình lên anh rợn hồi nát mặt cổ luôn nè. Rồi cái này sao anh? Dạ. Rồi anh rụt rè mắc cỡ giống như trai mới lớn vậy đó. Anh xin lên. Dạ, cảm ơn em. Dạ, một người đàn ông rất điềm đạm. Có vẻ cũng hơi rụt rè nha. Chứ không phải là có vợ con rồi là có kinh nghiệm đâu. Hơi nhút nhát rụt rè đó. Cảm nhận đầu tiên của anh khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì anh có cảm nhận như thế nào? Theo em cảm nhận thì em thấy là rất là tốt. Rất là tốt. Và rất là mến. Và hai nữa là có cái cảm nhận là em thấy là tốt rồi. Em thấy là tốt. Tốt là như thế nào anh? Thì anh thấy em là tức là thấy nó dễ mến, cử chỉ thì tươi cười đó thì anh thấy là được. Dạ, cảm ơn anh. Thế em có cảm xúc gì không khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Em thấy ảnh hiền, điềm đạm. Đẹp hơn trong hình, đúng không? Có lẽ vậy. À, đó cái câu cần chủ chốt, không khen người ta một câu. Ảnh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè. Nãy giờ chị thấy anh ngồi là anh bấu tay rồi vậy nè. Trời ơi, người ta đàn ông không có ở một mình mười mấy năm rồi đó em à. Thôi bây giờ thì Tường sẽ dành không gian riêng cho hai anh chị để hai anh chị có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dậu Hậu Food. Xin mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng. À, há cảo nè, bánh xếp thịt heo chiên, chả giò tôm phô mai, bánh bao sữa heo con và sủi cảo Bắc Kinh. À, đây là những món ăn theo ẩm thực Trung Hoa rất là hấp dẫn, nhìn rất là bắt mắt. Yeah. Rồi mình tâm sự với nhau ha, ít phút nữa các Tường sẽ quay lại. Yeah, tự tin lên anh nha, không có rụt rè anh nha, anh bẻ hồ quẹo hết mấy ngón tay khổ lắm luôn á. Mày à? Dạ. Mày anh. Anh nhìn em thấy em là người thế nào? Anh thấy em dễ thương. Thế anh thì thực sự ra là anh có tuổi rồi thật đấy, nhưng mà anh cái va chạm này anh ấy rất là ít. Dạ. Rượu thì anh không uống được, bài bạc thì lơ khơ, anh không biết đắn. Dạ. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Không. Anh chỉ uống có cà phê bình thường thôi, trà đặc cũng không uống được. Em có nghe anh nói là anh có con rồi. Thì con anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con anh thì đã lập gia đình mất rồi. Ờ. Con anh sinh năm 96 thì cháu lấy chồng là tháng 3 năm nay. Dạ. Có hay 24 về... tuổi. Là ở Bắc luôn hả anh? Cháu lấy chồng ở Bắc. À, anh có hay lên Sài Gòn không? Có cái đứa em gái này ở Bình Chánh, anh cũng hay lên chơi, thỉnh thoảng anh lên. Dạ. Vì cái nghề anh thì anh làm cái nghề thuốc này thì thật sự anh làm nó lại khác người ta, nó không có như cầu kỳ như người ta. Anh làm thì những cái mấy cái môn chính anh học được thì anh chỉ làm mấy môn, còn những khác anh không làm. Dạ. Anh có thường hay đi du lịch không? Anh cũng hay đi du lịch. Đi một mình à? Thường thường là anh đi chẳng hạn có một hai ông bạn ở trên đó. Dạ. Em thì rất là thích đi du lịch nên cũng hay đi lắm. Anh thích bạn của anh ăn mặc như thế nào? Anh thích bạn ăn mặc là đẹp đẽ một chút. Hở hang quá được không? Không. Và cái gọi là cũng có nhưng bình thường thôi. Tùy hoàn cảnh đúng không? À, vậy là đừng có quá thôi. Còn thì nói chung là... Nếu mà anh lấy vợ về mà vợ anh đi chơi với bạn bè á, thì cảm giác của anh thế nào? Nó tùy theo. Nếu mà ví dụ như là cái công việc gì đó thì nó khác. Còn nếu bình thường mà ấy thì đi chơi bạn bè thì cũng không sao cả. Dạ. Nó là cái chỗ là chơi lành mạnh không sao cả. Dạ. Mời anh ăn đi anh. Mời em đi. Dạ. Anh cái gì muốn hỏi em đúng không? Thế em có hay về quê? Dạ, thường là một năm Tết em về.
Bình thường nếu mà có dịp gì đặc biệt thì em sẽ xin nghỉ về mấy ngày. Anh đi về Bình Định lần nào chưa? Anh thì đúng ra là về đấy chơi thì chưa đi, đi qua thì đường ra Bắc thì phải đi qua. Ngày xưa thì đi cái xe đỏ, nhưng mà có điều là có người thân thì không có. Trời ơi, sao bẻ đũa không ăn gì hết trơn vậy? Bẻ rồi gãy đũa anh, trời ơi, gãy tay rồi giờ gãy đũa luôn á. Nãy giờ mà hỏi có nói gì tới chuyện hôn nhân rồi gì không vậy? Có quan điểm yêu đương gì không? Cha ra ngoài không chị? Ngoài không à hả? Vậy bây giờ em hỏi anh câu nè, thí dụ mốt anh lấy vợ nè, kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Đúng ra thì kinh tế là phải cái người nữ. Chứ còn nếu người nam thì có làm ra đồng tiền nhưng không nên giữ. Vậy thì đúng rồi chứ anh còn đúng ra em tưởng thôi, anh còn có cái ý sao nữa chứ, thiệt là khổ ghê. Bây giờ Tường mời hai anh chị chúng ta sẽ bóc vài cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình, mình đọc lên để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn thôi. Đọc lớn lên chị. Theo bạn, chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Hồi nãy em hỏi anh đó là tình dục mà trước hôn nhân. Thì là bên đây là nói không thích, bên đây thì nói là cũng được. Nhưng mà cái này là tình dục trong hôn nhân, có nghĩa là khi hai người đến với nhau, sống với nhau thì cái chuyện tình dục nó có quan trọng hay không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Dạ. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân, thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Yeah. Còn em gái, em có suy nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em không biết, cho nên theo em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi. Em rất hồi hộp với câu trả lời của anh, tại vì anh nói là nó ảnh hưởng. Bây giờ em hỏi trụi lúc đó không phù hợp thì anh làm gì, thì anh nó cố tạo mọi điều kiện để hòa hợp. Anh đã nói rất là đúng và anh cũng có cái giải pháp rất là phù hợp. Rồi, hoan nghênh anh nha. Bây giờ mời anh bóc một lá bài của chương trình. Sao ạ? Em nhìn là không được rõ lắm. À vậy hả? Rồi. Nói thật điểm bạn không thích ở đối phương vì sao? Ảnh cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm thì em cũng cứ thẳng thắn. Làm sao mà mình hoàn hảo trong mắt nhau được hết, dạ, đúng không anh? Vâng, vâng. Hiện tại thì em cũng chưa có biết được là ảnh có cái nào em không thích thật sự. Còn nếu mà cái điểm nào em cũng thấy được thì vậy thì những cái điểm nào của ảnh mà em thích? Em thấy ảnh là có vẻ là chất phác với lại là hiền. Theo em nghĩ là có thể là người đàn ông của gia đình. Có cái là em không thích ở anh là anh thích, em thì em muốn nếu mà lập gia đình thì em vẫn muốn đi làm. Nhưng mà anh là hình như có vẻ là anh thích là ở nhà, đúng không? Thích vợ anh ở nhà. Tại vì nghĩ rằng là anh thì anh nghĩ mà có con rồi thì sẽ đâu đi làm được. Anh có đảm bảo được kinh tế không? Về cái kinh tế thì khá thì không anh không nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ được. Anh có nghĩ là mình sẽ sinh thêm con không? Em cũng nghĩ chứ, mà sinh được một bé là cũng thấy là được lắm rồi. Và em thì đã có gia đình rồi, còn cô chưa có thì nhiều khi thì bắt buộc là phải có một cháu, đúng không? Không có thì cô cũng suy nghĩ. Dạ. Rồi anh một mình anh làm, anh nuôi được ba miệng ăn trong nhà để mà đầy đủ hay không? Cái đó thì em làm được. Nhưng mà em thấy tại vì nhiều khi nhiều người đàn ông á là đưa tiền cho vợ á, không vợ đồng không là tiền á, có vẻ như là coi thường. Không, nó lại khác. Bây giờ như anh thì nó lại khác. Thứ nhất là nhà cửa thì em cũng có cái nhà cấp 4, em lo đầy đủ hết. Dạ. Cái công việc em ổn định, cũng còn một miếng đất ở bên Gia Lai nữa là 20 mét nữa thì cái đó thì em cũng để dành cho thôi. Cái người Bắc thì nó lại hay cái là tính sâu hơn và cái phải có cái dự trữ. Chị nghĩ anh nói như vậy là có nghĩa là anh sẽ được hơn nhiều như vậy. Anh chỉ là khiêm tốn, anh nói như vậy thôi thì em cũng yên tâm. Nhưng thật ra đó là ý tưởng của hai người mới gặp nhau. Còn cái chuyện mình yêu nhau rồi mình còn trao đổi. Có thể là em cũng ở nhà, nhưng mà em sẽ làm thêm cái gì đó lặt vặt kinh doanh ở trong nhà để mà vừa có thể chăm con, vừa quán xuyến, và cũng có thể tăng được cái doanh thu, cái nguồn kinh tế cho gia đình. Hoặc biết đâu sau đó ở nhà phụ ảnh công việc, hay là mở rộng ra cái việc thăm khám bệnh của ảnh, hay mình bán thuốc men, hay mình phụ ảnh làm những cái thảo dược, biết đâu thì nó cũng là làm việc chứ không có ở không đâu em, đừng lo ở không nha em nha. Cái chia sẻ thì Tường nghĩ cũng đủ để hai anh chị hiểu nhau rồi. Thế thì bây giờ là cái phút quan trọng nhất, anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu thật sự chúng ta thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm,
mình thấy phù hợp, mình có sự xao xuyến thì chúng ta hãy bấm nút, còn nếu không thì chúng ta không bấm. Yeah. Nha, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. À, sau khi tường đếm từ 1 đến 3 thì hai anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình nhé. Mời anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Đó, như vậy mới được nha. Làm chị hết hồn nè. Rồi, mời hai anh chị qua đây ạ. Thật sự là Tường thấy hai người hợp với nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, dạ, và cũng là một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau ạ. Mời anh hãy hôn chị một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau hôm nay ạ. Ngại gì anh ơi. Đây, đây, xin anh. Trời ơi, anh ráng hôn cái gọng mắt kiến hay sao không quý vị? Dạ. Tiếp đi chị. Tiếp đi chị. Hiện tại là chị đang làm công việc chị gì? Đang làm công việc gì? À, chị là công nhân, một người công nhân đang làm là rắp ráp đồ chơi trẻ em của Trung Quốc đó, ở tại Thừa Thiên Huế luôn. Ồ, ở Huế vậy thì nếu mà chương trình đi hình ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chị có vào được không? Chị có vào được không? Được em, nhưng nếu mà đi thì không bao nhiêu. Cái gì thời gian chị đi là phải được bao nhiêu ngày? Ừ, cái ngày ghi hình thì là chỉ có một ngày thôi, nhưng mà quan trọng phải có người phù hợp. Phải có người phù hợp. Thì chương trình sẽ báo cho mình. Thì chương trình sẽ báo cho mình. Dạ rồi chị, trước đây đã từng lập gia đình chưa chị? Trước đây đã từng lập gia đình chưa chị? À, chị lập mà cũng chưa. À, sao chị chia sẻ cụ thể giùm em nha. Chị lập gia đình nhưng mà cũng thôi rồi em, bây giờ đã ở xong. Là mình có con cái gì chưa chị? Con cái gì chưa chị? À, sao em? Mình lập gia đình mình có con cái gì chưa? À, hiện giờ chị chị kể luôn ha, ví dụ thế này, chị là có gia đình mà chị không có con. Sau này chị có một người bạn và chị sinh một đứa con, tại vì chị sợ lớn tuổi rồi mình không sinh được. Thì chị làm bạn với một người, chị sinh em bé. Chị sinh em bé xong tại và bây giờ thì đang ở không, thì chị muốn có một người bạn để cùng nhau sống về tuổi già. Vậy thì là cái người bạn cái mà để sinh con là có cưới gì không chị? Người sinh con sao em? Cái người bạn mà chị quen để có con á, là có cưới, là có cưới gì không? Không em, không, người ta đã có gia đình rồi, nhưng mà chị thấy mình lớn tuổi á, rồi sau này không có con mà khó sinh nở nên khi ba chị cũng muốn làm bạn để có đứa con á, rồi ba bây giờ là thôi chị ở một mình, thì bây giờ chị muốn là tìm bạn để về nhau tuổi già vậy đó. Là con của mình là bây giờ bao nhiêu tuổi rồi chị? Bao nhiêu tuổi rồi chị? Con chị năm nay 10 tuổi, chuẩn bị vô lớp 5. Con trai hay con gái chị? Con trai hay con gái chị? Em sao em? Con trai hay con gái chị? Con trai hay con gái chị? Chị bé gái. Dạ rồi, tại vì cái tiếng của bên em nó hơi khó nghe. Bây giờ chị nói về cái hình mẫu giùm em nha. Chị làm gì gửi hình mẫu giùm em hả? À. Hình mẫu bạn trai chị mong muốn. Ý là mẫu người chị mong muốn phải không? Dạ đúng rồi chị. Hiệp ơi, hãy hỏi tiếp giùm chị Hiệp. À, cái mẫu người thì chị cao tới 1m61 người con, nên chị cũng muốn có một người là cao trên dưới 1m7. To con, người nói chung là lanh lanh lời lời, tại chị cũng lanh lắm, cho nên là chị cũng muốn người lanh lanh vậy đó để quyết đoán ở trong công việc. Rồi chị mong muốn là tuổi tác công việc của anh như nào? Tuổi của người ta thì khoảng chừng trên dưới 60, cao trên dưới 1m7. Trên dưới 60. Nhìn là được. Cô chỉ có yêu cầu công việc gì không?
công việc thì nói chung cái việc gì mà nó ổn, cảm thấy số được là được. Chị thích đó là người miền Nam hoặc người Sài Gòn. Tại chị cũng từng sống Sài Gòn nên chứ giờ chị cũng muốn người Sài Gòn với lại để vào trong đó để mình có cái cuộc sống. Chị thích nói chung là ấm áp. Ở Huế thì lạnh quá nên chỉ là chị thích cái miền mà nó ấm áp một chút. À, hiện tại là chị đang ở Huế luôn đúng không? Hiện tại chị đang ở Huế đúng không? Đúng rồi, chị đang ở Huế. Dạ rồi. Rồi. Chị không thích được gì ở đàn ông à? Đàn ông nhậu nhiều quá, chị không thích. Với lại không thích hút thuốc. Với lại người đàn ông đàn gia trưởng nha, chị người Huế nè, đàn ông người Huế gia trưởng, cho nên chị không thích người gia trưởng. Với lại biết chăm lo gia đình vậy đó, chị thì người gọn gàng kiếm tất ở gia đình lắm, cho nên cái người đó cũng phải gọn gàng chút xíu, đừng có bừa. Đừng có bừa quá thì cũng mệt. Nếu mà người đó, người nếu mà được người Sài Gòn á thì càng tốt. Với lại mong muốn của chị là dù lớn hay nhỏ người đó cũng có cái nhà để ở nếu mà vô miền Nam. Rồi em cảm ơn chị nhá. Thì hôm nay chương trình liên hệ với lại chị để hỏi những cái thông tin cơ bản. Nếu mà chị vào được vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập liên hệ lại với chị nhá. Rồi xong chị đi. Alo. Dạ vâng, thì hôm nay là bận. Nghe rồi chưa? Rồi được rồi, Nguyên ơi, em báo lại cho chị đi. Chị nói em nghe rõ không? Em nói chị nghe không rõ. Có gì thông tin gì thì chương trình sẽ liên hệ với chị nha. Ờ rồi, chị cảm ơn nhiều. Dạ rồi, chị bấm bỏ thông tin giúp em ạ. Sao em nói em? Em nói lại chị nghe với, chị nghe không rõ tiếng của em đấy. Dạ, bây giờ chương trình xin tiếp tục mời chị ha. Em chị ơi, em cắt em gọi lại em nha. Ok. Quán và công việc của mình nha. Dạ, em tên Kha Thu Thảo, em sinh 1992. Em ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Em làm nha khoa. Em làm nha khoa với Kiên Giang luôn hả? Dạ. Rồi nha khoa là cụ thể là em làm vị trí nào á? Dạ. Em bác sĩ. À là bác sĩ luôn. Rồi bây giờ Thảo chia sẻ về tính cách của em đi, những cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào ha? Dạ là tính cách của em là em là người nóng tính, khó tính, ít nói. Là tham gia chương trình này là em tự đăng ký tham gia hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi có nghĩa là công việc em có bận không? Nếu mà tham gia thì có người phù hợp thì có thể sắp xếp để lên Sài Gòn ghi hình được đúng không? Dạ được chị. Rồi trước giờ là em đã từng yêu ai chưa? Dạ, từ trước đến giờ em yêu hai người. Rồi em chia sẻ về hai người đó đi, của em bao lâu sao chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là lúc đó là em, mối tình đầu tiên là lúc đó là em còn đi học không quen. Xong rồi anh ấy đã cưới thì lúc đó em đang còn đi học, bây giờ không có cưới rồi nên chia tay. Quen được 1 tháng chia tay. Mới tình tiếp theo là 6 năm. 6 năm mọi người á, sao ta là nói chung là lăng nhăng ở ngoài, nói chung là quan tâm người ngoài rồi không có nghĩ tới cảm xúc của em, rồi cái gì chia tay. Là quen 6 năm mà lăng nhăng suốt vậy luôn hả? Dạ, bởi vì anh ấy nhậu nhiều nó, rồi em chịu đựng 6 năm tưởng anh ấy thay đổi mà anh ấy không có thay đổi. Rồi ví dụ như em làm nha khoa ở trong văn phòng không có người phù hợp hay như thế nào? Bao lâu rồi không quen ai?
Trong đây có ai, có hai người mà người ta có gia đình hết rồi. À. Dạ. Rồi bây giờ công việc của em đi làm rồi sáng tới tối em mới về, bây giờ không có thời gian em hẹn hò. Ừ. Rồi bây giờ em mong muốn mong mẫu bạn trai sao? Em chỉ cần là người ấy cao hơn em, và từ 1m6 trở lên, là có nghề nghiệp ổn định, mà tuổi thì phải bằng em hoặc lớn hơn em. Ừ. Còn quê quán thì ở đâu được em? Dạ miền Tây đi chị, gần gần chứ. Ừ. Dạ khu vực miền Tây gần gần. Rồi còn yêu cầu gì nữa không ạ? Dạ em thì chỉ cần vậy thôi, chỉ cần người ấy thì không ăn chơi được rồi. Ừ. Nói chung là có gì ổn định. Rồi. Em có tài lẻ hay năng khiếu gì không Thảo? Dạ. Em có tài lẻ năng khiếu gì không? Dạ không. Nói chung là tính em thẳng thắn lắm rồi em, người nó tính em là giống như con trai á. Em muốn là yêu đều nữ với con gái. Ừ. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn thì sẽ có một biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình. Cố gắng chuẩn bị thêm những cái nội dung để mình chia sẻ thêm. Có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm để mình tham gia nha. Dạ. Ừ, rồi ok, chào em. Dạ, chào chị ạ.